Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khẳng Gaming một lần nữa nè mày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với bát thứ hai, thu hoạch hiền tinh từ những trang sức, dây chuyền, ngọc bội và nhẫn nam nữ nha mọi người. Thì bát đầu tiên thì Khẳng đã thu được cho mình là 41 viên viên 1 và 24 viên 2 và được 3 viên 3. Và bát tiếp theo này, bát thứ hai này chúng ta sẽ xem thử như thế nào nha mọi người. Có liệu thêm được hơn vài viên 3 nữa không nha anh em. Ok. Thì sau cái bát đầu tiên thì rút ra kinh nghiệm thì Khẳng nghĩ dòng hay không dòng thì cũng hên xui nha mọi người. Chứ nhiều khi cứ đỡ 4-5 dòng cũng trả ra, nhiều khi đỡ không có dòng nào nâng lên tinh 3 này mà đó. Đó là kinh nghiệm hên xui thôi em ơi. Chứ thầy nghĩ là không có gì mà ở đây cả. Mày đỏ lên tắt nữa mà. 1, toàn 1 không. Rồi, mở nhanh hết tất cả mấy cái này luôn em ơi. Đó, hên xui dòng 3 liền, nó về bờ liền. À, có 7 xu, 6-7 xu liền anh em. Trời ơi. Đâu mà năm ra quá đẹp đâu về vườn ấy, một viên nhưng một thử đó chắc chắn là một nhưng một không tôi một anh hết rồi hạt lá thêm rồi nè mày con cá đang xài được không? Ép lâu quá, chúng mấy cái đồ đang xài được chết luôn á. Ok. Nổ hình tinh 3 đẹp. Ba sẽ qua đang rất là hiếm mọi người. Ui, số 1. Hết ô rồi, đã phải lấy thêm rồi nè mọi người. Ok nè mọi người, lấy thêm trang sức của độc tiêu nè mọi người. Rồi, dạ. Bước đại vô nè mày. Hơn là lên nè mày. Đen là cứ một. Hơn là lên này. Hơn là lên này. Là auto 1 luôn nè mày. Chỉ là 1 nhiều quá đói. 2 à, lên 2 đi cũng đỡ nè. 2 là bằng 3 nhân 1 đó mọi người. Ờ mới có thấp làm giả tẩu nè mày. 1 333. Ok, ngon lành cành đào liền em ơi. Tuấn vừa rồi được 23 rồi, quá đẹp luôn. Tiếp tục em ơi. Quá ngon, quá ngon, quá ngon. Tiếp em ơi. Đó, chưa được 23 cái phát này đẹp quá rồi. Có cái máy kìm, cái máy sung nữa chưa? Mấy cái này hồi xưa anh em có nghĩ là vứt rác hả? Mình cứ xanh xong rồi mình đi về mình cắt anh em, trang sức này nọ mình cắt á. Xem này không cho ghép tôi hiện tinh 1 lên 2 2 lên 3 có chứ, có cho ghép chứ nè. Có cho ghép chứ. Nên là vẫn giữ hiện tinh 1 tinh 2 là được ghép nè. 3 lên 4 4 lên 5 5 lên 6. Đó, cho hết chứ. Ok rồi còn ăn rương nào đâu mình lấy thêm rương đã là còn này ăn chín phần đỏ hơn đúng không anh em. Ok anh em luôn anh em thấy tỷ lệ chín phần đỏ hơn đúng không. Ăn chín phần đỏ hơn ok luôn đây được 2 viên nữa nè. Này làm thêm dương 3 nữa mới gọi là chính đỏ hơn nè. Giờ mà hai phát này mình làm ra dương 3 luôn mới gọi đẳng cấp này. Một dương 3 thôi đẳng cấp nè. Dương 2, dương 2 cũng vậy ok nha. Ra được một dương 3 nữa mới gọi là chính mới đẳng cấp nè. Ồ, dương 1. Tiếp tục nè mọi người. Ok nè mọi người, sau khi cũng gom trong tất cả các ạc thì cũng được ít cái nữa nè mọi người. Đi đọc tiếp nè mọi người. Mình chuẩn bị đọc tiếp. Gom hết được bao nhiêu hình tinh 3. Trong server này hình tinh 3 mới sai được nè mà, chứ không phải như hồi xưa là cho hình tinh 1 được đâu nè. Hình tinh 3 đập tất cả mọi thứ vào hình tinh 3 ít nhất là mà mới đập được.
À, ghép tiếp tục này. Kháng thâm pháp này. Kháng lôi này. Kháng hỏa này. Cho ép rồi, đi nghiện rồi, nhưng mà bây giờ chưa có phôi, không có tiền đầu tư phôi đâu ép. Phôi tầm này chưa biết có cái vũ khí gì đó mình thích á. Chưa mua được cái nào ứng ý nên không có ép được. Hình tinh 2. Giờ hiện tại trong thời gian này đang có quán cho bộ hình tinh này nọ hết rồi nè. Bộ hình tinh này nọ hết rồi, bị ép. Ủa, hình tinh 1. Quá trời. Dày rồi, không biết nhiều đường tinh ta. Tính ra hơi căng như dẫn nào. Ui. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ép hình tinh 1 lên hình tinh 2 và hình tinh 2 lên hình tinh 3 nha nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhử nha em ơi. Đến chương trình này chúng ta sẽ gọi là nhử. Nhử hình tinh lên em ơi. Cứ 1 mà rớt thì đập 2, 2 mà rớt đập 3. Rồi, ép hình tinh phải qua thành đô. Rồi, đến chương trình hình xui nè em ơi. 3 dương 1 lên dương 2. 3 dương 2 lên dương 3. Đó. Cảm. Nâng cấp hiện tinh. Nâng cấp hiện tinh 1 lên 2. Đầu tiên là mình thử 2 3 dương 2. Cái loại thành công 45%. Ghi thẳng luôn em ơi. Hãy đặt vào hiện tinh 1. Hãy đặt hiện tinh 1 xếp chồng. Đó rồi. Đặt kiểu này à. Ô áo nè. Hình tinh 2 lên 3. Này nghĩa là à shit em ơi, lần này thất bại mất đi một số nguyên liệu quá cái nồi. À hiểu rồi. Đây phải cùng 3 nè em ơi, cùng 3 mới đọc được nè em ơi. Vãi đã. Không phải như kia là bỏ 3 viên là nó gom lại nè em ơi. Rồi. Hiểu không? Ngoài xa. Cần như gia đàn ha. Rồi cùng 3, ok cùng 3, hiểu. Cùng 3. Này 30. Có được bao nhiêu hình tinh 10 đây. Rồi cứ cùng 3 đọc như nè. Nâng cấp hình tinh. Hình tinh 1 lên hình tinh 2. Rồi, giờ thành công không? Thất bại, trời ơi. Cần như gia đàn. À, được mấy cái, thất bại mấy cái luôn nè mày, ba coi. Thất bại, trời ơi, thất bại dữ má. Kiểu này đâu, hình tinh 3 hơi bị đuôi, hơi bị điên luôn á. Ôi, tỷ lệ 45% thôi nè mày. Cần như gia đàn nha. Ôi, giờ thất bại nữa, vãi cái đàn. Ôi, tính ra hình tinh bên này khét nha nè mày, hình tinh 1, hình tinh 3 đúng rồi, cái giá trị vãi đái luôn á. Ôi, giờ như toàn thất bại không vậy? Vãi cả lên. Đúng có toàn thất bại không á trời. Giờ mới sao viên tình ba nó không đắt tiền. Ôi sao không á. Ôi dồi chua. Chua vãi cả nồi em ơi. Kiểu này hiểu rồi. Hiện tình ba thì 6-70 xu gần kim viên đúng rồi. Trời ơi thất bại nữa. Đậu xanh toàn thất bại em ơi. À thì là 45% ép kiểu gì toàn thất bại không, nhưng mà 45% gì. Trời chua. Vãi cả đạn. Rồi dưới này xịt luôn đây mà đẩy 1 xịt đó. Đây không có tin 2. À càng như gia đàn nha. Rớt nữa nè. Má nó rớt vãi nồi luôn. Rớt nữa nè. Rồi đường này 2 lên 3 lên nè. À cái này càng dữ người ta. Nó rớt vãi trướng luôn nè. Xịt nữa, ui dồ. Thôi á. Anh chơi cái này chịu luôn á. Đặt cái này ông nào tôi khi nào mà đủ cả set. Trời. Rớt, đồ hình tinh 2 rất như nghe luôn em ơi. Trời ơi. Cả nồi, trời hết hình tinh 2 luôn. Hình tinh 1 không. Thôi á, cái này biết khi nào mà đủ ép được full set ông nào. Gỗ vãi trưởng em ơi, giờ ép khi nào biết được full set. Rớt nữa. Càng như vậy đã. Tình 2 có mấy viên mà toàn rớt không. Trời ơi, này gồm mấy cái 8 viên tình này. Biết nào mà đọc nói anh em. Trời thua vãi đấy. Cái đoạn 145%. Rớt. Rớt nữa. Này
mới 1 lên 2 không lên nhưng mà tỷ lệ dày biết nào có hiện tin 3 nè. Đốt nữa. Tỷ lệ 45% như 80% xít đấy. Quá nhỏ. Đồ, cái này chết rồi em ơi. Cái này hiện tin đâu có mà ép. Con xịt thôi. Trời nó xịt trò. 1 lên 2 mà nó xịt dày ơi vô canh như gia đàn. Rồi có cái chiếc chiều vàng bắt này nè mày. Xịt nè. Ôi giời nó xịt kìa. Lên nè. À. Chắc nữa mày. Chết liền dùng 3 ngay liền. Chắc nữa mày. Rớt nè. À khó nè mà. Này diện tình 3 có giá vài đói luôn nè mà. Hiện giờ diện tình 3 tầm này sẽ vừa gần 6-7 hôm sau gần kia một viên. Rồi 3 diện 2 nha. Mè mè 4 phát lên diện 3 coi. Ui sợ chua. Chua vãi cả nồi. Đâu đơn giản đâu. Này mà có được diện tình 10 diện tình 3 là phải nhà này da lắm muốn nổi luôn. Giờ mà ép nghiêng xét như nào lên nổi nghiêng xét. Thời gian trôi thoáng qua những bộ giấc mộng mê đắm trong lòng. Tiếng ngang giữa khói bụi. Rồi, cuối lần 10 nhưng 3 đây mà. Chua quá. Ngày biển tìm tương dương. Tiếng đau biển đưa ta gặp nhau. Ú. Ú. Ôi, sao xịt đây mà. Ồ, xịt tiếng 3 cùng như ta. Dịu thân ly tiến đưa anh vùng. Ngồi vàng quá sợ quay vô xếp các bạn đi hết rồi nhưng làm sao có vàng mà bú rớt thôi bú là rớt khó nè mà rất khó luôn nè mà đơn giản luôn nè lên được. Xin không nào ơi. Người có lẽ đây chưa năm nào kề vai xa cánh tùng ngoài sáng sáng. Đâu đánh bóng cánh trắng đôi đường mù lấp cuối trời chân mây. Trời ơi cả mớ đồ được à. 10 nhân 3 càng như vậy đàn. 4 nhân 2 nữa. 1 nhân 2 nữa. Chẳng gì nữa đâu rồi. Xịt nè. Đó hết đường rồi. 3 nhân 1. Nhưng này lên nó đưa nhân 3 lên luôn. Rồi lên luôn đẹp trai nè. Lên luôn đẹp trai nè. Lên luôn đẹp trai nè. Lên luôn đẹp trai. Lên này. Lên này. Đó quá đẹp. Thôi một video thực sự là quá là khó khăn trong cái đồ ép anh em à. Thực sự là rất khó anh em mà đỡ nói thực sự là đỡ nói sợ hương xin tính bao. Trời ơi mừng mừng vãi cả trướng luôn em ơi. Trời ơi làm cho mười mấy 20 rương đồ trang sức các kiểu là điểu. Ở ván một em đã biết rồi, cứ một con là chứa 3 rương mà ép 40 quyền 1-2 các kiểu là điểu. Giờ gồm được đúng là tất cả các loại thì mình được đúng 11 viên. Quá khổ rồi em ơi, tính ra 11 viên này hiện tại bán được 7 kim thôi, khoảng 500.000. 11 viên này 7 kim, tính ra là giờ đỡ ép một cái gì đó là tốn một lòng một viên tính 3. Thì em cứ nghĩ đi, bây giờ mà đỡ sở hữu một set mà full dòng thì em cứ nghĩ là cứ một set trung bình là khoảng tầm 5 dòng thôi. Sẽ mất từ 5 viên tinh. Mất 5 viên tinh. Trời ơi. Cái này ghê nha. Hơi căng nè mà tầm này ép hơi khó nè. Rồi, nói chung thì không có gì hơn nữa thì cũng cố gắng thành công được vài viên 3 sau khi ép cũng khá là ok nè mày. Và Khải cũng đã thu được khoảng 11 viên 3. Thì chắc là đỡ dành cái này, đỡ ép vào cái vũ khí này nọ nè mày. Thực sự mà đi ép mấy cái trang bị bình thường thì thấy nó hơi phí mà. Tại vì mình vũ khí mình chưa có mà mình đi ép thì thấy rất là thốn. Rồi, chung là chờ đợi anh em ở những video tiếp theo để ép được tiếp nè mày. Cái sự khó khăn của server này anh thấy không? Rất là khó để sở hữu những trang bị hiện tinh cũng như là phôi này nọ anh em cũng hiểu rồi.
thì giờ mình đã biết thì cái sự khó của nó như thế nào, và chúng ta sẽ dần dần và trải nghiệm cũng như là cùng theo dõi video của Khải trên kênh YouTube của Khải vào lúc 11:15 hàng ngày, đúng không? Rồi 11:03 quá khó khăn cho cái lần ép. Kính chúc anh em một ngày mới xem live dễ nha, và đừng quên xem live cùng trực tiếp của Khải vào lúc 19:40 hàng ngày vào buổi tối nha. Video những video ngắn như thế này Khải sẽ up ngược lại trên kênh vào lúc 11:15 hàng ngày, 11:15 hàng ngày. Anh em nào mà xem rồi thì ghé cho Khải một like chia sẻ hỗ trợ năm ơi. Còn anh em nào chưa xem thì nhớ like chia sẻ hỗ trợ mạnh nữa, có những video hấp dẫn hơn cho anh em theo dõi nha. Đúng rồi, tình bà quý hơn gần kim luôn anh em ơi, gần kim bả luôn mọi người. Ok, giờ là thành công rồi mà, thấy giờ là gắng mừng ở tuần cuối rồi. Những mid 1, những mid 2 đẩy 2, những mid đẩy 3 luôn, quá đẹp anh em. Ok, quá thành công rồi.